cuộc đời tôi thương đau, mắt thì bị mù lo, giờ đây sống cạnh tầng quyền, mang kiếp sinh nặng, tôi đành nhận lấy cuộc đời sao cái đắng, giờ đây lắm phu phàng. Tôi sinh ra đời sao số phận thật ngầm miêu, sinh ra kiếp người nhận lấy những thương đau, tôi thương thay cho mình sao số phận thật không may, những ai thương tình xin hiếu dùm cho thân tôi. Ngày ngày đi xin ăn tối tìm về cuộc đời, thương buồn cho số phận bọn bèo, nhưng nếu mai sau tôi mà có chết, người người xin ghi nhớ là nhân quả của con người. Cũng như là gì, thương hại cho một người đi, rồi giúp đỡ được ngày nào thì có hai ngày đấy thôi, chứ còn bệnh tật này nó nhất thời lắm. Có thể nó chỉ với con đây, nó biết ngày mai cô đi sao. Cô là cô Hương đúng không? Hương. Hương. Võ Thị Kim Hương. Võ Thị Kim Hương. Cô năm nay nhiêu rồi? 63 tuổi. 63 tuổi. Con với anh Tiến thì đến đây thì được biết là cô sống ở bệnh viện này cũng khá là lâu. Và chính xác là bao lâu và cô quê ở đâu mà lại sống ở bệnh viện này cô? Không nhà. Không nhà con ơi, buồn lắm. Có con thì cũng như không, nó cũng không nuôi. Nó không có nuôi, nó không lo gì hết, con buồn. Bây giờ biết nó sao giờ, cái phần số mình mà. Rồi nằm riết rồi sáng tác bản nhạc ra luôn. Buồn quá sáng tác ra luôn. Bài gì cơ? Bản giá từ đó. Giá từ rồi sáng tác lại bản cuộc đời anh xin đó. Cuộc đời anh xin. Cơ hát tặng được con, dạ. Cuộc đời tôi thương đau, mắt thì bị mù lo, giờ đây sống cạnh tầng quyền, mang kiếp sinh nặng, tôi đành nhận lấy cuộc đời sao cái đắng, giờ đây lắm phu phàng. Tôi sinh ra đời sao số phận thật ngầm miêu, sinh ra kiếp người nhận lấy những thương đau, tôi thương thay cho mình sao số phận thật không may, những ai thương tình xin hiếu dùm cho thân tôi. Ngày ngày đi xin ăn tối tìm về cuộc đời, thương buồn cho số phận bọn bèo, nhưng nếu mai sau tôi mà có chết, người người xin ghi nhớ là nhân quả của con người. Là bài này cô tự sáng tác luôn, tự chế sáng tác lâu rồi đó. Cũng lâu rồi đó. Lâu rồi. Lúc con nó bỏ thì bắt đầu là làm buồn buồn ra, con ấy làm thơ nữa chứ. Cô đọc thơ con nghe với. Hỏi tụi con sao đành bỏ mẹ để mẹ già sống kiếp ăn xin, sanh con ra chẳng được nhờ con kiếm ăn ăn qua đầu đường xó chợ, không buồn tuổi rồi mà kiếp ăn xin, vẫn biết thế như tôi đành đón nhận. Bước chân đi tôi như người mất trí, đi về đâu tôi chẳng biết về đâu, vì giờ đây tôi sắn như cái xác không hồn, tôi khóc cho cuộc đời bất hạnh. Còn nhiều lắm chứ. Là con tự nằm suy tư rồi tự suy nghĩ, tự sáng tác luôn. Cô ngủ ở đâu? Ở đây. Ở chỗ này luôn hả? Chạy với bố rồi ngủ. Tối chạy cái dê, mấy cái dê giấy đây này bắt đầu cái dê chạy. Là cô vào đây chính xác là được bao nhiêu năm rồi? Cũng trên 10 năm rồi. Trên 10 năm. Có. Dạ. Là bị gì sao rồi cô? Chạy thẳng. Có nghĩa là giờ cô đang bệnh cho nên là cô nằm ở trong bệnh viện để chạy thận. Tất nhiên là không nhà. Dạ. Chứ còn nếu đúng ra thì người ta có nhà người ta về, chạy thẳng tay về hết, còn mình không có nhà thì mình phải ở đây. Chứ ai khùng sao đây cho mũi cắn chết luôn, mũi dữ lắm. Nhà cô ở đâu? Có không, không có nhà. Trước đây quê hương cô? Trước thì quê về đi theo mẹ về bệnh Trần Nhân đang ở, thì người ta đã giải tỏa hết rồi, thì mình lúc đó mình dẫn con đi. Thành ra giờ nuôi con, mong con lớn trả hiếu mà bây giờ nó không trả hiếu cho cô làm sao giờ? Giờ biết nói sao? Con cô là mấy người cô? 9 đứa chết, 2 đứa còn 7 đứa. 7 người con? Ừ. Mà cô phải đi sống lang thang này. Chứ sao? Nói ra không ai tin. Nếu nuôi cô thì cô đã về rồi. Cô cũng mong ước rằng được gần gũi con cái, có một cái gia đình như vậy. 7 năm trời, 10 năm giờ cô chưa bao giờ biết nấu một miếng gì trên cái lò. Có nấu được đâu. Là ăn cơm bụi vậy? Ăn cơm từ thiện. Rồi con cái không đi tìm cô luôn? Không.
Nhưng mà cô có biết con cái cô ở đâu? Biết chứ. Làm sao biết? Nó biết chứ. Mà nó coi mình không có đi gì thôi. Chưa bao giờ bắt máy lên mà hỏi thăm cô tiếng nào. Ờ má có khỏe không? Cái cô con nghe nói là có một người con gì tên Hồ mà cô rất là nhắc rất là nhiều lần rồi. Tại vì con đó thôi hỏi nó thôi. Mới có mười mấy tuổi nó đã đẻ, nó đã. Cái đợt năm 2010 đó, có cậu sinh nào đó, cậu đi quay. Thì cậu biết cái lúc đó là nó đẻ ra nó bỏ con đó. Mới có 13 tuổi giờ mà tôi phải là người lo cho nó đó. Rồi nó ở tù, nó tù hai bà cháu ẩm đi kiếm từ đồng từ cắt để lo cho nó. Mong có ngày nó về để báo hiếu lại. Và cuối cùng rồi, nó không có thương tôi. Nó sanh 13 tuổi đó, đã bị người ta dụ rồi. Nó mổ. Mổ rồi tôi phải là người đi tăng để mà đi kiếm tiền mà nuôi đẻ nó. Rồi nó về nó đi tụ tập mà nó bị bắt lại. Rồi nó ôi trời thôi cô, chú ơi đừng có nói, chú ơi buồn lắm. Vậy bây giờ đứa con mới đứa cháu nó ở đâu? Bây giờ lúc thời gian tôi gửi cháu tôi trong trường mấy ấm á. Thì nó làm chặn làm thượng, nó nói là con nó có quyền nó bắt lại. Nó có tự vì nó có còn sức nuôi mà. Còn tôi già rồi tôi đâu có làm việc mà để mà được nuôi được nó. Thành ra nó mới bắt con nó về ở chung với nó. Rồi mỗi lần tôi muốn về ở với cháu tôi thương, tôi rất thương nhờ đó. Thì nó lại là cô làm như là nó không thích cho tôi ở đó. Nó không cho thích tôi ở. Không muốn cho mẹ gặp. Nó không cho muốn cho tôi ở. Rồi chồng của cô đâu? Bỏ tôi rồi. Bỏ cô lúc cô bệnh lớn à? Là khoảng hơn 10 năm. Hơn 10 năm bỏ rồi, lấy vợ khác nghe nói chết rồi. Là cô bị bệnh thận này lâu chưa cô? Lâu rồi, bệnh tiểu đường này 21 năm rồi. 21 năm. Nó làm mắt mờ mắt này mới đi chích ngày qua mới về nè. Chích á. Nó chích vô con mắt của mình. Chích xong con này chích này. Mà bây giờ con này thì không thấy mà con này thì mờ thôi. Vậy thì tiền đâu mà cô chạy thẳng? Thì người ta cho. Cộng đồng mà. Nhưng mà con cái mình được cái bảo hiểm nằm ở đây. Với mình đóng không có được nhiều, bảo hiểm 5 năm. Mình đóng nó cũng không được chi phí là bao nhiêu. Nhưng mà nặng tiền chích con mắt đi. Mỗi ngày thì chi phí điều trị của cô là bao nhiêu tiền? Nếu tính ra thì một ngày, nó thật tình nữa nha, là một ngày 40. 40 để một sợi dây đó để chạy thận. Bắt buộc chạy với cái sợi dây. Còn người ta có tiền thì ta mua bằng lọc. Còn mình thì không có bằng lọc. Bằng lọc để 6 lần sao? Này chạy riết nó rút tay nè. Thấy rút không? Đó nó rút xuống nè. Chút trước chạy thẳng ra dầm cái cục vậy nè. Ghê lắm, thẳng này ghê lắm. Rồi cô cũng không có tồn tại đâu. Bệnh này mà như này thấy người ta chết nhiều quá đi. Chính cô đã thấy nhiều. Cô cũng từng đưa người ta xuống, đi theo người ta đưa con xuống coi. Tồn tại đó con cũng buồn. Buồn là vì mình ngày trước mình sinh con mong cho nhiều. Người ta nói không vào của thì cũng vào con. Mà giờ con thì cũng chẳng thấy nó có ngày để mẹ. Buồn chứ. Mà bây giờ ví dụ đi, tôi bây giờ trong gia đình của tôi biết, nếu mà giờ mà cộng đồng thương tôi cho tôi mướn nhà ở, con tôi nó sẽ về, nó sẽ quậy, nó phá liền. Sao kỳ vậy? Nói vậy thì mới có nói đó. Dạ. Nói vậy là chú đã hiểu rồi. Vì có bản thân của nó không chưa. Nó không muốn cho cô yên ổn à? Nó quậy, nó phá lắm. Tính ra đó ha, là cô tới là lợm nè, được nè, tốt nè, đẹp nè, thấm nè, tươi nè, dư nhau nè, giàu là ngồ đó. Nhưng mà chết hết hai đứa. Cái ngày mà nó chết đó là cô còn nhớ nha. Nó đi bệnh, nó đi ở tù, nó về, cái nó bệnh, vô đây nằm đây nè. Thì sát thời gian bác sĩ không cho ở đây nữa. Cái chuyện nó bệnh viện như đế cô cũng tiền đóng, dẫn về Hóc Môn chết trên tay cô đó. Cái thầy mới thấy tội nghiệp, mới đưa đi lên trên Củ Chi á, là mới thiêu xong rồi con biết không, là cô xách cái giỏ nó bỏ nó vô trong cái hài cốt, nó bỏ nó đó. Dẫn về thằng thì thẳng sáng thứ bảy là cô đi xin tiền. Chở nó về trên Bình Hưng Hòa cô gửi nó đó. Hay là giờ đang gửi ở Bình Hưng Hòa? Lượm được, thấm tươi như lộm nhau. Lộm được, tốt đẹp. Thằng Đường Duyên tốt chết rồi. Đó, còn giờ là lộm, đẹp, tươi, thấm đồ. Tụi nó còn cô có đặt con tên con cũng theo Vần nữa hả? Dần đó, mà giờ cuối cùng thì cũng đâu có. Nhưng mà con gái cô giờ nó khá giả không? Nó đúng ra thì nó nói câu này là cô nói cô nhìn, dù khá không khá cũng phải nuôi mẹ mình. Có một câu là phụng dưỡng và báo hiếu là ví dụ như mình không có làm gì có tiền thì mình phải phụng dưỡng mẹ mình chứ. Rồi sau này thì cô không có nhà thì trong tuổi già thì cô an nghỉ ở đâu? Ở đây.
Có nghĩa là sống sau cái đời luôn à? Cái đời luôn. Cô 100 tuổi cô già cô mất rồi, thì cô có biết mình đang nghỉ đâu? Ở đây, ví dụ như cô chết thì bác sĩ lo, nhà nước lo, nhưng có nhờ chú Nhân với chú Phong với mấy người đó lo giùm rồi. Nhưng mà cho con hỏi là cô ở đây thì có cái gì, có cái gì người ta nói gì không? Không nói gì đâu. Không, mình ở đây thôi chứ có gì đâu. Các bác sĩ ở đây cũng tốt hả? Bác sĩ tốt lắm nha, bác sĩ rất là tốt. Bác sĩ Bình Thạnh tôi không biết nói gì kêu khoa nào tôi không biết, nhưng mà bác sĩ khu C đây rất là tốt, rất là thương bệnh nhân. Có nhiều lúc mà bệnh nhân không hiểu bác, nhưng mà người ta làm theo cái chuyện của người ta làm, mà bắt buộc bác sĩ mà làm việc phải có khó chứ. Nhưng mà bác đây bác cũng chăm chế nhiều lắm chứ mới là không đâu, bác thương người lắm, bác nào cũng vậy, nhất là bác Mai, bác Trăng, bác Văn đồ, bác Vũ đồ, mấy bác đó rất là tốt, cũng cho tôi tiền qua chứ. Vậy là những người ở đây khu ở cái khu này là đều bệnh viện Thạnh hết? Bị Thạnh hết, đây là Thạnh đây à? Khoa Thạnh. Thạnh. Khoa Thạnh bệnh viện 115. Bây giờ là cho con hỏi này, là có nghĩa là tối cô để cô bố đây là cô nằm đây cô ngủ? Đúng rồi, mũi qua chào mũi luôn, mũi đốt anh hộp nhang. Có dân mùng gì không cô? Không. Mình viện ở đâu cho dân mùng? Cho kia dân mùng, mình phải ngủ trước này nữa. Dân mùng mặt tiền ta mà, ở mặt tiền khu C mà. Mặt tiền khu C. Ăn thì nhờ cơm miễn phí, ngủ thì nhờ bệnh viện. Và chạy thận thì phải có tiền đi sinh. Ta không có, giấy số bán 50 tờ, cho được 50 ngàn thì mua được sợi dây 40, còn 10 ngàn một hộp nhang mũi. Còn ví dụ như ai cho thêm mình nữa thì mình giữ đó. Là tối nào là cô cũng phải thắp nhang mũi? Đúng rồi, tối nào cũng thắp. Mũi nhiều lắm. Mũi là bao la. Cô là sắp bị mù à? Thì có lẽ là vậy, sao tôi nghĩ là vậy. Con coi cái tay cô lại chạy thận hơn 10 năm thôi cô. Đúng rồi. Cái này là cái mũi này là... Không, cái này là chích giết. Rồi cái cọng găng này nó phù lên. Nó phù lên. Con gờ được không? Được, con gờ đi. Nè, con gờ đây nè, con đừng gờ đó. Cái cảm giác nó phiều phiều quá. Nó phiều làm như nghe rồi ồ. Anh gờ thử. Ồ, nó mới chạy được nha, ồ mới chạy được nha. Chứ không ồ là nó bỏ luôn, nó hư rồi. Giống như là máu nó bơm lên xong nó thả xuống, mình nhấn vào nó bơm lên, thả xuống, đúng bơm rồi, lên, thả xuống. Đúng rồi. Hai sợi dây. Ở trong này có dây sẵn rồi cô? Không, dây mình máng lên, nó máng kim rồi đâm vô, đâm lên dưới cây, trên cây, trên dưới cây. Là bác sĩ làm cho cô chứ? Hay là cô tự làm? Y tá làm. Y tá làm rồi, như y tá cũng thương lắm. Sống ở bệnh viện, ăn uống ở bệnh viện. Y tá cũng coi như cũng là người giúp điểm thứ nhất là biết mình không có gia đình. Đây, quá. Cũng thương mình lắm chứ, y tá cũng vậy. Tết thì cũng cho gì ăn, hỏi ở bường ăn gì không? Hỏi bường ăn gì không? Ở đây cũng được mười mấy cái Tết rồi ha? Cũng được, trên 10 cái Tết rồi đó. Tết nhất là thấy người ta có gia đình, có nó kia. Tuổi chứ. Với hầu như cô cũng khóc nhiều, cô mờ mắt đó. Nó buồn quá, khóc nhiều quá cho buồn nên chứ, nó buồn bị chứ. Ảnh hưởng. Vừa bị tiểu đường mà vừa khóc nhiều. Mà giấu đâu dám nói ai là mình khóc đâu. Bị tiểu đường thận. Tiểu đường này, thận này, mắt này. Mắt. Chúng là già đủ thứ bệnh. Bây giờ chỉ nhờ cộng đồng thôi, giúp đỡ thôi. Cô có suy nghĩ là về sau, ví dụ như cô 90 tuổi hoặc 100 tuổi điều đấy thì ai lo cho cô? Cái đó là không nghĩ rồi. Không có nghĩ rồi, không nghĩ tới rồi. Mình chỉ nghĩ là biết bước đi cái đâu là hay cái đó thôi. Rồi với cô nghĩ nhiều lúc cô nghĩ vậy nè, nếu mà cái đường cùng cô quá thì cô sẽ bơm một mũi thuốc một tiểu đường á. Cô bóp một cái là rồi nó xong luôn, cuộc đời tôi xong luôn rồi. Xong coi là đấy là đường rồi, đấy tới là đó là quẩn tới đó là rồi, hỏi suy nghĩ gì, hỏi làm phiền ai nữa. Cô có ước muốn gì trong cái cuộc đời của mình không? Giờ cô ước muốn thì bây giờ ước muốn thì chỉ mong mình có sức khỏe thôi, là cái điều ra cũng ước muốn, nhưng mà cũng mong rằng cộng đồng, hai con nhờ hai con với chú Phong với chú Nhân quay lên, mong rằng cộng đồng tất cả hiểu cho cô, mà thương xót mà cũng như là gì thương hại cho một người đi, rồi giúp đỡ được ngày nào thì có hai ngày đấy thôi. Chứ còn bệnh tật này nó nhất thời lắm, có thể nó chuyện với con đây nó biết ngày mai cô đi sao, nó không nói được, sống ngày nào chết ngày nào. Đúng rồi, cái bệnh tật này đã chuyển cho đường về, có con không được nhận, không nhà không con, đúng là cô cái gì cũng không đó. Trời ơi, cái gì á, cái gì mà nói chuyện kịch hình, cái gì cũng không đó. Cái gì đó? Tứ đại vậy không? Đúng đây này, đây đó, đó. Không nhà, không, không cửa, nhà, không cửa, không chồng, không lương. Không tiền. Mà đặc biệt là trời thương lại có giọng hát rất hay. Thế vậy hôm nay cô tặng con một bài đi. Đây là bài gì mà cô tâm đắc nhất? Ca để ca đoạn thôi nha. Dạ. Thầm chào nhau thôi, rồi riêng biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người.
tình đã u nhau, mình đã tội nhau, từ đây biết rồi được tuổi sẽ đi về đâu. Lại là thầm chào nhau thôi rồi dính biệt người ơi. Ngày buồn đã tới này giây phút tôi xa người, tình đã u nhau, mình đã thôi nhau, từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Năm xưa giờ vẫn lạnh nhiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai tôi, người hết thương tôi. Cho nhau đẹp trong phút cây ban quan nghiên cho tôi là khi đã trao anh rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lên côi. Thôi anh ai cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chôn cuối đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng yêu kéo càng tôi chín thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi không cười đần cay đắng trên bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biển lý, chẳng hề nghĩ vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại làm là phụ nữ trong đời. Ừ, quá hay. Quá hay. Dạ. Được không? Hay quá. Không ngờ là bảy mấy tuổi mà, hồi sáu mấy tuổi mà hát vẫn hay như thế này. Hôm nay thì con đến đây, con cũng có một ít quà con. Thì con đến đây nói chung là biết về cái hoàn cảnh của cô là không nhà, có con mà cũng như không. Đúng rồi. Lại mang trong người những cái chứng bệnh gọi là nan y, và đặc biệt thì cô phải thui thủi một mình ở đây. Già cả thì không biết sức khỏe như thế nào. Con thì được thông cảm cô, được biết qua mọi người giới thiệu. Hôm nay thì con đến đây với cái tấm lòng nhỏ của con, con gửi cho cô 500.000. Dạ, cảm ơn con nha con. Cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều. Cô có thể lấy tiền này cô chạy thận, cô mua những ống dây á, cô chạy thận. Và con chúc cô luôn có một cái sức khỏe tốt, đời là vô thường mà, thôi cố gắng vượt qua cô nha. Dạ. Cô cố gắng vượt qua nha. Con chào cô nha. Trên bước đường công tác thì được điều may mắn và lúc nào cũng nụ cười cũng nở trên môi. Rồi là nhưng những tuổi đời hai đứa đẹp mãi không phai đó, lúc nào tuổi đời cũng đẹp mãi đó, về già cũng đẹp mãi luôn đó.